alo. Thì trên đường chúng ta hành quân ra chỗ Hải Ân Môn thì báo cáo tất cả các bác các anh chị là chúng ta bên nơi ở đấy cứ khoảng 20 phút. Chúng ta chụp ảnh quay phim ở đấy thì đấy là chỉ trong vòng 20 phút thì chúng ta phải lên xe ngay. Không đi được chụp quanh ở đây thôi chứ không đi đi ra ngoài xa mà chụp thì người ta lúc người ta lên xe thì không phát hiện được. Thế nên là báo cáo là các đồng hồ cứ dự tính là 20 phút phải lên xe ngay. Vì điều vì bây giờ mình còn đi 3-4 chỗ mà. Đến cuối cùng là chúng ta về siêu thị tất cả đấy thôi. Sắp thái mình bán không bài nhá. Tôi chỉ giới thiệu là cái chương trình là đi ngay từ sáng nay thôi. Thế còn cái chương trình thì 2 giờ chiều nay tôi xin mời tất cả các đồng chí xuống dừa chúc mừng phụ nữ mùng 8 tháng 3 tại cái nhà buổi sáng này. 2 giờ chiều nay tất cả các đồng chí tập trung đến trong bắt đầu chúng ta này đi tiếp. Chị em trong đoàn hôm nay là ngày 18 tháng 3 lời một cái tình cảm yêu thương nhất chúc chị em là luôn luôn vui tươi mạnh khỏe chỉnh dung xinh đẹp. Chúc mọi người là hôm nay là có chuyến đi thật là thành công mỹ mãn chỉnh dung. Ai mà cho chị em một nữ? Em pin rồi. Cựu chiến binh Việt Lào đi thăm chiến trường xưa xin ra gửi tới tất cả các anh, quý các đàn em, đàn ông trong đoàn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thank you.
lao. Chặt tay chúng ta hướng về tương lai. Việt Lào anh em vai sát vai tiến lên xây dựng ngày mai. Lắm vòng nữa đi nào cô gái, nhìn chân bước theo tiếng khen Lào. Cùng hát lên câu ân tình. Dưới người cùng ta vui ngày toàn thắng. Nhìn kìa cờ bay trên núi cao, khắp nơi vui hát trên công Việt Lào. Suối reo chim hót như đang đón chào. Dưới núi ơi dậy đi nào hát lên cùng ta, để ngày mai nở hoa, để cuộc đời ta tay chúng ta hướng về tương lai. Việt Lào anh em vai sát vai tiến lên xây dựng ngày mai. Lắm vòng nữa đi nào cô gái, nhìn chân bước theo tiếng khen Lào. Cùng hát lên câu ân tình. Dừng núi ơi cùng ta vui ngày toàn thắng. Nhìn kìa cờ bay trên núi cao, khắp nơi vui hát trên công Việt Lào. Suối reo chim hót như đang đón chào. Dừng núi ơi dậy đi nào hát lên cùng ta, để ngày mai nở hoa, để cuộc đời ta đường đi tới. Việt Lào kề vai tình đấu tranh vững bền muôn đời nào phai.
nếu như không có cây rồi mà không có đất
thì tôi sẽ đọc như thế này, tôi sẽ đọc để chúng ta nghe. Thân em hoa dài mà hay, thân em hoa cỏ mà hay, cũng ngát hương sắc, cũng đầy yêu thương. Bãi hoa rừng vắng ven đường, gió mưa ông bướm vẫn thường ghé thăm. Đêm về có ánh trăng rằm, ngắm hoa sặc sỡ sắc trong người người, rễ bám đất ngọn phú lên trời, cứ mùa hoa nở nụ trồi nại non. Em là hoa dài không khôn, dài mà trụ được vẫn luôn nên chính mình. Hay chi hoa cắm trong bình, cái duyên ngắn ngủi, cái tình mỏng tan. Xin kết thúc một xin hết xin kia kính chúc toàn thể anh em chúng ta mạnh khỏe rồi hết các anh chị ơi, một bác cái trên 80 tuổi và đi công đoàn, đi đoàn này có thể là đi năm đấy, và sau đây em xin mời một giọng ca trẻ của đoàn chúng ta, một ca sĩ rất là trẻ và có giọng hát rất là đào khỏe, với bài Xuân Hồng sẽ gửi bài Trên đỉnh Trường Sơn ta hát, một cái bài hát chúng ta đang thank you.
tay chúng ta hướng về tương lai. Việt Lào anh em vai sát vai tiến lên xây dựng ngày mai. Lăm vòng đưa đi nào cô gái, nhìn chân bước theo tiếng khen Lào, cùng hát lên câu ân tình. Rừng núi ơi cùng ta vui ngày toàn thắng, nhìn kìa cờ bay trên núi cao, khắp nơi vui hát trên công Việt Lào, suối reo chim hót như đàn đón chào. Rừng núi ơi dậy đi nào hát lên cùng ta để ngày mai nở hoa, để cuộc đời ta thắm tươi muôn ngàn tiếng. Chặt tay chúng ta hướng về tương lai. Việt Lào anh em vai sát vai tiến lên xây dựng ngày mai. Chặt tay chúng ta hướng về tương lai.